trong tay anh chỉ cầm có đó hoa, nên cửa nhà em anh chỉ đứng và ngó qua, không dám lại gần. Không phải do anh sợ gió, mà ở căn hộ đó em còn mẹ và có ba. Biết là hai người đó không muốn hai ta thành đôi, biết là tiền chưa có chắc phải về để dành thôi. Xe đạp là thứ duy nhất anh dùng nó chạy tới lui, điều kiện anh cũng không có, còn tương lai đường về nhà hoa tươi, dòng người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con đấy sao chẳng thấy.